tuy rằng khiếp sợ nhưng nội tâm lại mừng rỡ không thôi người sợ hãi nhất là thứ không biết tuy rằng ma khí phiền phức nhưng vẫn không làm khó được hắn hơn nữa mặc dù ba người kia không phải ma sát nhưng đạt tới trình độ hung hồn sát muốn đối phó hết sức dễ dàng phanh 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 lý vân tiêu đánh ra một trường nhất thời thân thể ba người kia đều nổ lên hóa thành ma khí tinh thuần nhất cộng thêm từ bên trong bay ra ba đạo trận phong bắn lên không xoay chuyển ngạc ngư từ lâu nhìn chặt chẽ vừa thấy được trận phong liền đánh tới thân thể lăng không phân giải hóa thành một cơn lốc lớn hơn trực tiếp đem ba cổ nuốt trọn nó hài lòng biến trở về hình thái ngạc ngư ngoắc cái đuôi leo đến dưới chân lý vân tiêu trận phong cùng ma khí kết hợp lại hình thành quái vật đây rốt cuộc là địa phương nào nếu là ma giới mà nói lại hoàn toàn không gặp ma khí hơn nữa có đại lượng trận phong tồn tại chắc chắn là không gian phong bế đã lâu ở thời gian tích lũy cô động mà thành lý vân tiêu nhìn lại mọi nơi lại trở nên có chút mờ mịt bốn phương giống nhau như đúc không thể phân biệt phương hướng vừa rồi ba quái vật kia hiển nhiên không có thần trí lúc này hắn hy vọng gặp phải một cái có thần trí chí chỉ ít có thể biết tình cảnh trước mắt hướng bên phải bay đi đột nhiên trong giới thần bia truyền đến thanh âm của linh mục địch lý vân tiêu vui vẻ cả kinh nói đại nhân biết nơi đây linh mục địch nói có suy đoán nhưng không xác định phải tiến một bước chứng thực. Nói xong, bên người Lý Vân Tiêu lóe ra bạch quang, linh mục địch trực tiếp cưỡi tuần thiên đấu ngưu, phá không hiện thân. Lý Vân Tiêu hỏi vội, vậy đại nhân có biết nơi đây còn ở thiên vũ giới hay không? Linh mục địch nói, cũng không xác định, ma khí mới vừa rồi, nếu là từ ma giới đản sinh, như vậy nơi đây mặc dù không phải thiên vũ giới, cũng sẽ không cách quá xa, muốn trở về cũng không phải là việc khó. Gặp Lý Vân Tiêu có chút không rõ, Hắn giải thích: Ma khí là từ ma giới tràn ra, đi thông tứ phương, nhưng nhất định sẽ không quá xa, nhiều lắm hội tụ ở không gian bốn phía ma giới, mà ma giới thì ở rất gần Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu chợt nói: "Ta hiểu rồi, cho dù nơi đây không phải Thiên Vũ giới, cũng chắc chắn quay chung quanh không gian ma giới." Linh Mục Địch gật đầu nói: "Phải, mà nếu như ta suy đoán chính xác, thì nơi đây còn ở trong Thiên Vũ giới." Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần còn ở Thiên Vũ giới, hay cách không xa, hắn liền an tâm. Sau đó hai người liền hướng bên phải bay nhanh. Trên đường gặp quái vật tập kích vài lần, đều là tồn tại không có linh thức, đơn giản bị đánh nát bấy. Mấy canh giờ sau, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng, thiên địa tựa hồ bẹp ra, như là áp xúc, vô số trận phong cùng ma khí ở bên trong kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy. Mà trung tâm vòng xoáy, hiện ra một chút ngân quang, như là tinh thần ở trong màn đêm tản mát ra mang mang. Mà trận phong cùng ma khí, tựa hồ chính là từ trong ngân sắc bắn ra. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Đây là địa phương nào? Sắc mặt linh mục địch thay đổi, tự lẩm bẩm. Thực sự là thiên ý. Thiên ý, đại nhân, đây rốt cuộc là. Lý Vân Tiêu không giải thích được hỏi, nhưng xem sắc mặt của linh mục địch, chưa từng thấy qua hắn có thời điểm ngương trọng như vậy. Linh mục địch nhìn vòng xoáy chi nhãn, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hồi lâu mới nói ở đây là chỗ nam vực phong ma a à, lý vân tiêu kinh sợ kêu lên tựa hồ không thể tin được đồng dạng kinh ngạc nhìn vòng xoáy dù diệu pháp linh mục thôi động đến mức tận cùng cũng không thể xem thấu bên trong mảy may lẽ nào lẽ nào phía dưới này linh mục địch nói ma chủ phổ đích thật là bị phong ấn ở nơi này chỉ bất quá năm đó bày phong ấn không phải là chuyện nhỏ đây chính là vận dụng giới lực thu thập phương quy tắc mới bày ra tuyệt trận hôm nay xem ra trận lực quá mạnh mẽ, đã tự hành diễn biến, tình huống hiện tại ta cũng có chút xem không hiểu. Trận pháp tự hành diễn biến Lý Vân Tiêu triệt để ngây ngẩn cả người, vạn vật có linh, như này là chỉ vật thực thể, trận pháp thứ này là do quy tắc cô động, cũng có thể có linh. Vậy bây giờ phải làm gì? Hắn kinh ngạc hỏi. Linh mục địch lắc đầu nói. Nói thật, ta cũng không biết. Hiện tại thấy cùng năm đó bố trí khác biệt cực lớn, chắc là trận linh tự hành biến hóa chúng ta bây giờ mọi cử động hẳn là ở dưới trận linh chú mục, nếu có thể cùng hắn câu thông thì tốt rồi. Lý Vân Tiêu nói, câu thông trận linh, làm sao mới có thể câu thông? Linh Mục Địch cười khổ nói, chỉ cần chúng ta nhắn nhủ ý của mình là được, về phần có nguyện ý câu thông hay không, phải xem ý tứ của người ta. Phải biết rằng lúc này chúng ta bị vây ở trong trận pháp, cũng chính là ở trong thân thể người ta. Lý Vân Tiêu nhất thời cao giọng nói, trận linh đại nhân có ở đây không, kẻ hè này là lý vân tiêu vô ý xông vào có thể cho chúng ta rời đi hay không xung quanh một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ phản ứng nào hắn lại cao giọng hô vài câu cũng không có người trả lời linh mục địch nói muốn bước trận linh ra cũng không phải không có biện pháp lý vân tiêu nói ngươi là nói phá trận linh mục địch lắc đầu nói trận này mạnh viễn siêu ngươi tưởng tượng há có thể tùy ý phá đây là trận phong ấn ma chủ Mặc kệ trận linh tâm tư như thế nào, hắn chính là vì phong ấn ma chủ mà sinh, cho nên trên người mang theo sứ mệnh cùng trách nhiệm rất lớn, mặc dù hóa linh cũng lau không đi. Chỉ cần chúng ta vào trong vòng xoáy, chạm đến tâm phong ấn, hắn tất sẽ hiện thân ngăn cản. Lý Vân Tiêu liếm môi khô khốc một cái, có chút lo lắng nói: "Chúng ta đi chạm phong ấn chi nhãn, sẽ không phát sinh biến cố chứ?" Linh Mục Địch nói: "Lo lắng là dư thừa, nơi đây không có trận linh cho phép, căn bản không đi ra ngoài được." Lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này cả đời? Lý Vân Tiêu biết trận này cường đại, Ngưu Luyện Quy Tắc một giới, chỉ là nghĩ liền ra đầu tê dại, coi như mình tu luyện tới chết cũng không có khả năng phá trận, huống chi trận này tuyệt không thể phá. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào trận linh thả bọn họ đi. Suy nghĩ xong xuôi, đám người Lý Vân Tiêu tăng lên lá gan, đi đến chỗ vòng xoáy chi nhãn. Trận phong cùng ma khí cường đại hơn lan ra, diễn tấu ở trên người mấy người, qua lại xoay tròn điểm ấy lực lượng đối với mấy người hoàn toàn không cách nào tạo thành thương tổn ngạc ngư cũng trở nên cẩn thận không dám thôn phệ trận phong mấy người đi vào trong mắt trận cũng không có phát sinh dị thường hơi do dự linh mục địch ngưng thành nói đi xuống xem một chút nhất thời bay xuống nội bộ mắt trận giống như là một vực sâu không đáy diệu pháp linh mục của lý vân tiêu nhìn rõ rõ ràng ràng bốn phía mắt trận giống như một cơn gió xoáy càng đi xuống trận phong cùng ma khí lại càng mạnh sau nửa canh giờ mấy người nhìn thấy một mảnh lục địa như là sơn lĩnh hoang vu phía trên tràn đầy quái thạch hình thù kỳ lạ còn có chút cây cối cổ quái cùng hoàn cảnh quanh thân giống nhau hiện ra hắc sắc linh mục địch kinh hãi nói tại sao có thể như vậy mấy người chân đạp ở trên đất bằng cũng không phải là ảo giác cho người một loại cảm giác trầm trọng lý vân tiêu sử dụng diệu pháp linh mục nhìn bốn bề một lúc nói mới từ phía trên quan sát Khối lục địa này giống như là một hòn đảo huyền phù ở trong đêm tối, ước chừng mấy vạn mẫu. Linh mục địch nói, 10 vạn năm, bất kỳ biến hóa nào cũng có thể phát sinh, nhưng duy nhất có thể xác định là hiệu quả phong ấn vẫn còn, đồng thời yếu bớt. Lý Vân Tiêu nói, Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Linh mục địch nói, Tại sao lại có lục địa xuất hiện, đồng thời phong ấn thành hai tầng không gian, những biến hóa này đều là phi thường, chúng ta trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Trận linh ẩn mà không gặp, cũng phải cẩn thận một chút. Cẩn thận trận linh. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, tựa hồ có dự cảm không tốt. Linh mục địch nói: "Phiến lục địa này cũng không lớn, tìm chút thời giờ thăm dò một lần đi." Hai người bắt đầu ở trên đất bằng đi tới, ngoại trừ cây cối màu đen ra, còn có số ít rong rêu cũng leo lên trên tảng đá, chỉ bất quá những rong rêu này rất kỳ lạ, ở trong đêm tối tản mát ra lục sắc rằng rặc. Đột nhiên một trận âm phong thổi đến, rơi vào trên rong rêu, hóa thành một con tích dịch yêu thú, há mồm, nhất thời cuốn đi rong rêu trên mặt đá, nuốt vào bụng, lại lóe lên hóa thành âm phong, tiêu thất ở trên thạch bích. Một màn này đều rơi vào trong mắt của Linh Mục Địch cùng Lý Vân Tiêu. Linh Mục Địch nói, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, đàn sinh ra quái vật kết hợp đặc trưng của ma vật cùng yêu thú, chắc là đã bị thiên vũ giới cùng ma chủ phổ song trọng ảnh hưởng. Đột nhiên phía trước xuất hiện quang mang màu vàng nhạt, giống như là ánh sao trong đêm đen mờ tối, tảng lớn mà đến. Hai người dừng chân, nhìn kỹ. Nhóm ánh sáng kia là một loại phi trùng thật nhỏ, có giáp xác giống như phiêu trùng, nhưng phía sau lại lan đầy hắc văn. Đồng thời Lý Vân Tiêu nhận ra hắc văn kia là một loại quy tắc phù hiệu, hắn từng gặp ma chủ bấm niệm thần chú thì xuất hiện qua. Linh Mục Địch nói, mấy thứ này nhiễm ma khí mà sinh, không thể nhìn ra đẳng cấp, cẩn thận một chút. Ma đồng của Lý Vân Tiêu lóe lên, nói: Không cần lo lắng, mỗi con chỉ có lực lượng cấp bậc Vũ Hoàng, nhưng mà giáp xác thập phần cứng rắn, sợ là rất khó phá vỡ. Hắn đi ra một bước, giơ tay lên, liền dẫn ra tảng lớn lôi đình, lăng không nắm chặt, đùng, trục thiên truy trong tay, hướng phía trước đập ra một cái, Ẩm ẩm. vô số lôi điện như là thủy triều, điên cuồng bắn ra ngoài, trong lôi điện ẩn chứa vô số phù văn kim sắc, cuốn chiếu toàn bộ đám bọ cánh cứng kia, phanh phanh, những giáp xác kia xông vào trong lôi giới đều nổ lên, trong khoảnh khắc nổ phấn thân toái cốt, không còn một mống. Lý Vân Tiêu thu hồi lôi đỉnh, đột nhiên kêu lên. Không tốt. Vừa rồi chiêu đó động tĩnh quá lớn, tựa hồ kinh động rất nhiều sinh vật, từ bốn phương tám hướng vọt tới không ít khí tức cường đại. Linh mục địch cũng cảm nhận được nói, không có gì bất hảo, vừa lúc để cho chúng ta nhìn một chút, trong phong ấn này biến thành hình dáng ra sao. Nhưng một lát sau, sắc mặt của hai người liền khó xem. Quái vật súng lại có hơn mấy trăm ngàn, hơn nữa không trùng trải rộng số lớn phi trùng, không chỉ như vậy, trên mặt đất cũng huyên náo chạy tới rất nhiều loài bò sát, thoáng cái triệt để vây quanh hai người. Trong miệng ngạc ngư phát sinh gầm rú trầm thấp, tựa hồ có chút sợ hãi, hướng hai người tới gần vài phần. Sắc mặt của linh mục địch triệt để trầm xuống, trầm giọng nói. Nhiều sinh vật như vậy, trong phong ấn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới chân mấy người, cách đó không xa phát sinh thanh âm đá vỡ tầng nham thạch hé ra từ bên trong chui ra một loại tử sắc hoa hình trứng trực tiếp lăng không nở rộ lộ ra hàm răng dữ tợn hướng về phía hai người đóa hoa xuất hiện thành phiến có hơn trăm bụi toàn bộ há mồm trong miệng còn chảy ra nước bọt lý vân tiêu cảnh giác nói so với số lượng những sinh vật này ta quan tâm hơn là bọn chúng thật là đã bị kinh động mà đến sao linh mục địch cả kinh nói ngươi là ý nói bọn họ là có tổ chức sau khi những sinh vật này xuất hiện, tất cả đều vây bắt hai người, trên người ma khí cuộn, tản mát ra khí tức bạo lệ, nhưng an tĩnh giống như xử nữ. Lý Vân Tiêu nói, rất hiển nhiên, nhưng chẳng biết thủ lĩnh của bọn nó có phải là trận linh hay không. Trận linh Ở phía sau vô số quái vật, truyền đến một thanh âm. Các ngươi là ai, vào bằng cách nào? Những quái vật kia trong sát na tách ra một con đường, ngoài mấy trăm trượng, một nam tử toàn thân ở trong hắc bảo, lặng lặng mà đứng, trong mắt như ưng nhìn chằm chằm hai người, sắc mặt bởi vì nhiều năm ở trong hoàn cảnh âm u, có vẻ rất tái nhợt. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch đều vừa mừng vừa sợ, lại có sinh vật linh trí, mặc dù không biết là người, yêu hay là ma, nhưng cuối cùng cũng bắt được một điểm đầu mối. Linh Mục Địch hỏi ngược lại, ngươi là người nào, tại sao lại ở trong phong ấn? Phong ấn, hắc bào nhân lấy làm kinh hãi, quát lên, các ngươi là từ bên ngoài tới. Hai người đều nhân mi, tỉ mỉ định ra ý tứ của những lời này nhìn nhau thoáng cái nhất thời hiểu tâm tư lẫn nhau hắc bào nhân này sợ là sinh ra ở trong phong ấn vì vậy là người bên trong mà trong phong ấn này chỉ có ba cổ lực lượng một là thời gian tích lũy đản sinh trận phong hai là từ trên người ma chủ tiết ra ma khí ba là phong ấn lực của bản thân trận pháp tất cả sinh linh hơn phân nửa đều là hội tụ ba loại lực lượng này mà sinh rốt cuộc hình thành một tiểu thế giới độc lập lý vân tiêu ôm quyền nói các hạ là thủ lĩnh nơi đây Hắc bào nam tử quát: "Ngươi không có trả lời vấn đề của ta." Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: "Chúng ta là từ bên ngoài tới." Thân thể hắc bào nam tử rõ ràng run một cái, cơ hồ là dùng âm thanh run run nói: "Các ngươi là vào bằng cách nào? Có phương pháp đi ra ngoài không?" Lý Vân Tiêu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói: "Các hạ cũng không có phương pháp đi ra ngoài sao? Ta vừa định hỏi các hạ, đó là phải làm thế nào đi ra ngoài?" Hắc bào nam tử đưa ra ngón tay khô khốc, nổi giận nói: "Gạt ta, nếu có khả năng tiến đến, vậy dĩ nhiên là có thể đi ra. Mau đem phương pháp ly khai nói ra." Thân ảnh hắn khẽ động, giống như là một bóng đen nhẹ nhàng. Những yêu quái kia nhất thời sao động, tất cả đều hướng trung gian đè ép đến. Mấy trăm con tử sắc hoa đột nhiên nhảy lên, dễ cây biến thật dài, như là từng cái miệng rộng hướng hai người đớp tới. Ngoại trừ tên hắc bào nam tử kia ra, những sinh vật này đẳng cấp không cao, nhưng nhiều dọa người vừa động liền là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu hai tay lầm nhầm, giữa mười ngón hiện ra vô số lôi đình, kết thành lưới võng vỗ ra. Thanh quang ngang dọc, một lôi võng tản ra, đem phạm vi mười trượng bao phủ. À, à, vài cây tử hoa rơi vào lôi võng, nhất thời bị đánh văng ra, phát sinh tiếng kêu cổ quái. Sau đó là như che già măng mọc sông tới, đều bị lôi quang chấn oa oa gọi bệnh, có chút bị đánh sơ xác, cánh hoa phiêu tán khắp nơi. Cánh hoa rơi vào vùng đất trực tiếp bị bùn đất cắn nuốt, rất nhanh lại dài ra một gốc cây mới, tiên diễm ướt át. Mà bùn đất cũng không ngừng cuồn cuộn, số lớn nghĩ trùng bò sát lao đến, có lớn chừng đậu tương, có lớn như cái đấu, thân thể đen nhánh, hàm răng thì đỏ thắm. Mong trước của tuần thiên đấu ngưu đạp mạnh, phanh một tiếng, đại địa chấn động, bùn đất cuồn cuộn. Vô số quang võng từ dưới chân nó lan tràn, dọc theo mà đi, đem nhóm lớn bò sát đánh chết. Khắp bầu trời truyền đến thanh âm ong ong ong, những phi trùng kia dọc theo cái khe lôi võng chui vào thoáng cái tiến đến mấy trăm con ngạc ngư hét lên một tiếng thân thể hóa thành cự linh một trưởng vỗ gia lòng bàn tay hiện ra vô số phong nhận hình nguyệt nha trực tiếp quay tới thân kiếm của lý vân tiêu hơi run lên trên cổ phổ lạc lập tức chảy máu nhưng máu rỉ ra cũng là màu vàng kim huyết trong lòng lý vân tiêu chấn động thản nhiên nói ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó lời vô ích thì không cần nói với ta Dạ dạ. Sắc mặt Phổ Lạc trắng bệch, cảm giác mình một hít một thở đều là kiếm khí lang liệt, không chỉ có cổ bị đau, nội tâm cũng đau. Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi: "Ngươi nếu họ Phổ, có phải là ma chủ Phổ phân thân, sao lại là thủ lĩnh nơi đây?" Trong mắt Phổ Lạc hiện lên kinh sắc, nhưng không dám dính vào, thành thật nói: "Không phải là phân thân, nhưng tất cả ma tộc nơi đây đều là từ trên người Phổ đại nhân tràn ra ma khí đàn sinh, ta là thủ lĩnh tầng này." Lý Vân Tiêu ngây ngẩn cả người nói, "Tất cả ma tộc, tầng này, tổng cộng có bao nhiêu ma tộc, mấy tầng?" Linh Mục Địch cũng nhăn mi. Phổ Lạc nói, "Nơi đây tổng cộng có 33 tầng, mỗi tầng đều có số lớn sinh vật, càng đi xuống thực lực càng mạnh, bởi vì tầng dưới chót là chỗ phong ấn Phổ Đại Nhân." 33 tầng. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch kinh sợ kêu lên, hai người đều là mắt choáng váng. Diễn hóa ra tam thập tam tầng không gian, Điều này cần lực lượng mạnh bao nhiêu, đã giống như là khai thiên tích địa. Phổ Lạc nhìn hai người giật mình, ngược lại nghĩ có chút kỳ quái, nhưng mà dưới áp lực kiếm uy nên không dám hỏi nhiều. Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi. Trong 33 tầng này đều có thủ lĩnh giống như ngươi. Phổ Lạc nói. Đúng vậy, càng đi xuống ma khí cùng trận phong lại càng mạnh, ở bên trong tu luyện được đến chỗ tốt cũng càng nhiều, lực phong ấn đối với tu luyện cũng có trợ giúp vô cùng lớn. Cho nên sinh linh có bản lĩnh đều không nguyện ở trên cao tận lực đi xuống dưới. Hai người Lý Vân Tiêu đều là mặt mang quái sắc, phổ lạc này mặc dù không mạnh, nhưng đi xuống 33 tầng, có trời mới biết là cấp bậc gì tồn tại. Hơn nữa hai người cũng đồng thời nghĩ đến một việc, đó chính là phong ấn lực diễn hóa 33 tầng không gian. Tất nhiên đã cực yếu, ma chủ phổ tràn ra ma khí kinh người, sợ còn dư lại lực lượng cũng không có bao nhiêu. Linh mục địch than thở. Vô luận là đế hay phổ, xem ra đều khó khôi phục lại như trước cuối cùng đánh bại ma chủ cũng không phải chúng ta, mà là tuế nguyệt A. À. Lý Vân Tiêu lặng lẽ không nói, ma chủ phổ hai lần phủ xuống trên người hắn, biểu hiện ra lực lượng cũng bất quá chỉ có trình độ như đế dạ, nguyên lai mà nguyên đã trôi qua. Hắn tiếp tục hỏi, hiện tại chúng ta muốn ly khai phong ấn chi địa này, có thể có biện pháp nào không? Phổ lạc sừng sốt một chút nói, nguyên lai các ngươi thực sự không biết làm sao ly khai. Hắn lập tức cụt hứng, ai thán nói nếu ta biết làm sao rời đi, còn có thể ở chỗ này chờ đợi lo lắng sao? Chờ đợi lo lắng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi không phải là đầu lĩnh tầng này sao, còn có cái gì lo lắng đề phòng? Phổ lạc khổ sở nói. Tầng không gian này là tầng thứ 32, các ngươi chắc là từ tầng thứ 33 tới đi, tầng kia đối với chúng ta mà nói cơ hồ là lưu đầy chi địa, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện. Mà tầng 32 cũng chỉ có thể sinh trưởng những sinh vật hạ đẳng này, số lượng tuy nhiều, lại không có bao nhiêu tác dụng. Ta vốn là trường kỳ ở tầng 11, lăn lộn cũng rất tốt, về sau bị người ám toán, trọng thương mới chạy thoát. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là phẫn hận cùng oán độc. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, địa phương có người thì có giang hồ, ngay cả phong ấn chi địa này cũng không ngoại lệ. Linh Mục Địch hỏi, người thấp nhất qua mấy tầng? Phổ Lạc nói, ta đi qua tầng thứ 5, lúc đó là bị phổ lực đại nhân gọi đi cùng phổ khốn đại nhân đánh một trận. Trận chiến ấy thực sự là kinh thiên động địa, nhóm lớn cường giả chết đi, ma khí cũng bị những người khác thôn phệ chia cắt. Ta cũng ở trong trận chiến ấy may mắn còn sống, đồng thời thu không ít ma khí của người khác, lúc này mới có thể có tu vi bây giờ. Đồng thời bị phổ lực đại nhân ban tặng thân phận người quản lý tầng thứ 11, đáng tiếc về sau bị người ám toán đánh lén. Hai người nghe được đều nhăn mi lại, nơi đây không chỉ ra đời đại lượng sinh linh, hơn nữa còn lập bang kết phái, tạo thành nhiều thế lực, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nói. Vậy bây giờ người quản lý tầng thứ 5 là phổ lực sao? Phổ lạc lắc đầu, giải thích. Từ tầng thứ 6 bắt đầu, mỗi tầng đều có người quản lý, có một người quản lý một tầng, có mấy người quản lý một tầng. Nhưng từ tầng thứ 2 cho đến tầng thứ 5, cộng đồng do ba vị đại nhân quản lý, theo thứ tự là phổ lực, phổ khốn cùng phổ A. Vô số năm qua vì nắm quyền mấy tầng trước trong tay, tiến hành vô số lần chém giết, người quản lý cũng thay đổi rất nhiều, cuối cùng ba vị đại nhân đạt thành hiệp nghị, cộng đồng quản lý mấy tầng phía dưới, miễn đi phân tranh. Linh Mục Địch nghi ngờ nói. Vậy ngươi có biết trong 33 tầng không gian này có trận linh tồn tại không? Trận linh. Phổ Lạc lắc đầu nói. Cũng không biết, nhưng nghe đồn trong tầng thứ hai, còn có người nắm quyền cường đại hơn, chỉ là loại tiểu nhân vật như chúng ta này, căn bản không thể tiếp xúc, cũng không biết thật giả. Nếu có, có khi là trận linh mà các ngươi nói. Lý Vân Tiêu nói xem ra muốn tìm tình huống cặn kẽ của phong ấn cùng trận pháp phải đi tầng thứ hai ngôn tình hải phổ lạc lại càng hoảng sợ nhìn hai người nói tuy thực lực hai vị mạnh nhưng không phải địch thủ của ba vị đại nhân đừng nói tầng thứ hai coi như là tầng thứ ba cũng khó đi linh mục địch nói tầng thứ ba ba vị đại nhân không phải là ở tầng thứ hai gần ma chủ nhất sao phổ lạc lắc đầu nói ba vị đại nhân đa số đều là ở tầng thứ ba chỉ có thời điểm cực nhỏ mới có thể đi tầng thứ hai. Dù sao tầng thứ hai cách phổ đại nhân quá gần, cũng không người nào biết sẽ có nguy hiểm gì. Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch nhìn nhau một cái, hai người hầu như có khả năng khẳng định tầng thứ hai nhất định là có tồn tại cường đại hơn. Đi thôi, đi tầng thứ hai tìm người nắm quyền chân chính của 33 tầng không gian này. Linh Mục Địch nhìn phổ lạc, dùng tay ra hiệu nói. Xin dẫn đường đi. Dẫn, dẫn đường phổ lạc lại càng hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Hai vị đại nhân tha cho ta đi, ta cũng chỉ dám ở tầng thứ 32 này hô phong hoán vũ. Tác uy tác phúc, đi đến tầng thứ 5 chính là lâu la nhất, tầng thứ 4 còn chưa đi qua, làm sao dẫn nhị vị. Hai vị hãy tìm người khác đi. Lý Vân Tiêu nói. Vậy trước tiên đi tầng thứ 5A, đừng vội ra vẻ, bằng không giết người. Sắc mặt phổ lạc có chút khó coi, nhưng lén lẻn vào tầng thứ 5, cẩn thận một chút cũng không dễ dàng bị phát hiện. Hắn vòng vo trong mắt nói, ta mang hai vị đại nhân đi tầng thứ năm cũng không thành vấn đề, nhưng mong hai vị đại nhân giúp ta một chuyện, ta có cửu ra ở tầng thứ 11, mong hai vị đại nhân giúp ta giết cửu ra. Lý Vân Tiêu hơi đè thân kiếm, rán cổ của phổ lạc, máu màu vàng chảy xuống, lạnh lùng nói, cho ngươi dẫn đường, chỗ tốt là có khả năng đổi lại mạng của ngươi, còn theo ta ra điều kiện khác. Phổ lạc sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, không dám, không dám ta trước mang hai vị đại nhân đi. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm máu màu vàng kia nói. Tất cả sinh linh nơi đây đều là máu kim sắc sao. Phổ Lạc lắc đầu nói. Không nhất định, Phàm là người có máu kim sắc, chính là mang mang nguyên tinh khiết, là đích chuyển của phổ đại nhân. Hắn lộ ra vẻ đắc ý. Lý Vân Tiêu nói. Hiểu, đi thôi. Hắn thu kiếm, để cho phổ lạc dẫn đường. Phổ lạc cảm thấy áp lực triệt hồi, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám lỗ mãng, mang theo hai người phi hành. Ở tầng thứ 32 không gặp phải bất cứ sinh vật nào nữa, dù sao Phổ Lạc cũng là đứng đầu một tầng, không có sinh vật nào dám tới gây sự, mấy canh giờ sau, rốt cục thấy một tòa tinh vân tựa như vòng xoáy, mấy người bay vào. Tầng thứ 31, cảm giác so với tầng thứ 32 áp lực hơn rất nhiều, bên trong ma khí cùng trận phong càng mạnh. Mấy người một đường bình an vô sự, trên đường đi thỉnh thoảng gặp chút quái vật không có mắt, đều bị Phổ Lạc xuất thủ giết chết ma khí thì bị hắn cắn nuốt hết. Hơn nữa không gian phía dưới tựa hồ nhỏ đi, toàn bộ 33 tầng không gian tựa hồ hiện lên hình chùy phía trên lớn nhất. Nếu xuống đến tầng thứ hai, sợ là nhỏ nhất, phù hợp không gian từ trong phong ấn diễn hóa ra tới suy luận. Càng đi xuống, gặp sinh vật càng lúc càng cường đại, nhưng số lượng sinh vật cũng giảm mạnh, không giống tầng mà phổ lạc nắm trong tay, động chút là ngàn vạn quái vật. Mấy ngày sau, rốt cục tiềm nhập tầng thứ 11, địa phương phổ lạc nắm trong tay trước kia, trong mắt hắn tràn đầy thần sắc âm trầm. Mấy người tiếp tục bay đi, đột nhiên phía trước xuất hiện bốn tia sáng, lóe ra liền tới đến trước mặt, quát lên. Là ai? Dừng lại. Một đường đến gặp không ít cản đường, nhưng sinh vật có linh trí là cực nhỏ, bốn người trước mắt này tuy rằng diện mục cổ quái, đồng thời một người trong đó lưng mọc hai cánh, nhưng hiển nhiên đều có linh trí. Phổ Lạc cười lạnh nói: Bốn con chó giữ cửa các ngươi, làm sao, không biết bổn tọa sao? Bốn người kia cả kinh, quái vật trước nhất trên đầu có sừng, cả kinh kêu lên. Phổ, phổ lạc. Tên còn lại cả kinh kêu lên. Ngươi không phải là bị khu trục ra tầng thứ 11, đồng thời vĩnh viễn không trở lại sao? Phổ lạc lạnh giọng nói. Vĩnh viễn không trở lại. Ừ, lúc bổn tọa trở lại, đó là ngày phổ biểu chết. Bốn người đều kinh hãi, xoay người muốn đi, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của phổ lạc. Còn muốn chạy. Ha ha, Phổ lạc điên cuồng cười một tiếng, tay phải run một cái, liền hóa ra một cây trường thương đâm đi. Một người trong đó trở tay không kịp, hai tay chụp vào thân thương, nhưng không thể ngăn trở, suy, bị ma thương đâm thủng trái tim. Ha ha, trong mắt phổ lạc tràn đầy lửa giận báo thù cùng thống khoái, hé miệng, đem người nọ nuốt vào. Hắn dùng tay sờ sờ, liền tiêu hóa xong, khôi phục bình thường. Ba người khác càng hoảng hốt, sợ đến liều mạng đào tẩu, chớp mắt liền phi độn mấy trăm trượng phổ lạc mắt thấy không đuổi kịp, vội vàng chuyển người qua, nói. Hai vị đại nhân, nghìn vạn lần không thể để cho bọn họ chạy thoát, bằng không phổ biểu biết chúng ta ở nơi này, tất sẽ phái đại quân đến ngăn cản, khi đó thì phiền toái. Lý Vân Tiêu âm trầm theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Ngươi là cố ý mang chúng ta tới đây đi. Một cổ sắc khí hóa thành thực chất, giống như trận phong đem phổ lạc khóa lại, chỉ cần nhúc nhích thoáng cái sẽ bị vắt thành thịt nát. Phổ lạc sợ đến run run, run rẩy nói. Không có, không có. Sắc mặt hắn trắng như tờ giấy, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là nói dối. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, đôi mắt linh quang khẽ động, sắc khí kia nhất thời chém vào vai Phổ Lạc, chặt đứt một cánh tay của hắn. A. À. Phổ Lạc kêu thảm một tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn như cũ không dám động, khớp hàm trên dưới run lên, sợ hãi nhìn. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí trở về, lạnh lùng nói: "Lần này chỉ khiển trách nhẹ." nếu có lần sau liền trực tiếp giết dạ dạ đa tạ đại nhân khai ân phổ lạc liên tục gật đầu cánh tay chống rỗng cũng không dám thi thuật phục hồi như cũ song đồng của lý vân tiêu hóa huyết hướng xa xa nhìn lại ba người đào tẩu nhất thời bị kiềm hãm không gian chuyển hoán ba người bay nửa ngày đột nhiên phát hiện không gian biến đổi lại trở về chỗ cũ sắc mặt đều thoáng cái trắng bệch biết gặp được cường giả trốn không thoát phổ lạc cũng trừng mắt lòng thật lạnh hắn đích xác là cố ý mang đám người Lý Vân Tiêu tới đây, chọc bốn người này, đồng thời để cho mấy người trong đó chạy, để bọn họ đi mật báo. Mắt thấy ba người bay mấy trăm trượng, chắc chắn thoát định rồi, nên làm bộ hướng Lý Vân Tiêu cầu viện. Ai biết người này thần thông quảng đại, trực tiếp xoay chuyển không gian, đem cự ly mấy trăm trượng xúc địa thành thốn, để cho ba người trở lại nguyên điểm. Ba người kia cùng phổ lạc đều cả kinh hóa đá, giữ ngay tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói muốn giết liền nhanh động thủ. Phổ lạc cả người chấn động, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhất thời lệ quát một tiếng, ma thương hướng ba người quét tới. Lấy thực lực của hắn đủ để giết chết bốn người, mới vừa rồi là cố ý để cho chạy, hiện tại không dám lỗ mãng, tuy chỉ còn dư lại một tay, nhưng thực lực vẫn còn hơn phần nửa. Ba người kia đã tuyệt vọng, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, chém giết hơn 10 hiệp liền bị phổ lạc kích diệt, lại nuốt xuống, tay mới tổn thương đã khôi phục không ít. Đi thôi, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phổ Lạc run run, không dám lại đùa giỡn Hoa Chiêu, vội vàng mang theo mấy người bay tới vòng xoáy tầng thứ 11. Con đường sau đó cũng rất thông thuận, cực ít gặp phải ngăn cản, cũng không biết là sinh vật ít hay là Phổ Lạc ngoan hơn. Rất nhanh liền đi tới lối vào tầng thứ 5, ma khí kinh người cuồn cuộn tràn ra, không kém gì cổ ma tỉnh, để cho mấy người đều thất kinh. Phổ Lạc ngừng lại nói, "Phía dưới ta không thể tùy tiện đi vào, từ tầng thứ 5 bắt đầu" đã bị ba vị đại nhân quản chế, tự ý đi xuống là bất kính đối với ba vị đại nhân, đủ để xử tử. Lý Vân Tiêu nhìn vòng xoáy, thần thức hoàn toàn không thể nhìn xuống phía dưới. Tự chúng ta đi xuống, như thế nào tìm lối vào tầng thứ tư? Phổ Lạc nói, lối vào tầng thứ tư ta còn biết phương vị, đem phương hướng cụ thể báo cho người biết, nhưng tầng thứ tư ta cũng chưa tiến vào. Mi tâm hắn lóe lên, đem tọa độ hóa thành thần niệm, chuyển cho Lý Vân Tiêu. Thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, liền cơ bản hiểu phương vị nói: "Đã như vậy, ngươi đi đi, nhưng nếu dám gạt ta, hậu quả ngươi biết." Sắc mặt Phổ Lạc có chút cổ quái nói: "Ta đưa cho ngươi tọa độ là thật, nhưng ta không lo lắng các ngươi sẽ quay về tìm ta phiền phức, bởi vì các ngươi muốn đi tầng thứ hai, nhất định sẽ bị ba vị đại nhân giết chết, điểm ấy vững tin không thể nghi ngờ." Lý Vân Tiêu đang muốn nói gì, đột nhiên nhướng mày, hướng phía sau nhìn lại chỉ thấy số lớn hắc sắc u quang lóe ra, rất nhanh liền có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, đem mấy người bao vây lại. Khuôn mặt những thân ảnh kia bày ra, cơ bản đều là hình người, mang theo đặc trưng của yêu tộc, toàn thân hắc sắc, có còn bị lân giáp bao trùm, chỉ có số ít là thú hình cùng cầm điểu, cái nào cũng tản mát ra khí tức cường đại. Sắc mặt phổ lạc đại biến, kinh hãi nói. Phổ, phổ kỳ đại nhân. Trong thanh âm mang theo run rẩy cùng sợ hãi, mặt xám như cho tàn hừ phổ lạc ngươi còn nhận ra ta không phía trước chuyển đến thanh âm ẩm ẩm một chiếc chiến xa màu đen bay tới phía trên đứng hai gã nam tử một người phía trước đứng chắp tay mặt mang âm lãnh cùng kiêu căng người phía sau lại khiêm tốn đứng ở một bên khóe miệng châm chọc cùng cười nhạt giống như là cún con phổ lạc kinh hãi thất thanh nói phổ đồ nguyên lai là tên xúc sinh ngươi hai mắt hắn phun ra lửa giận nhìn chằm chằm người cười nhạt hận không thể nhào tới ăn sống. Phổ đồ cười lạnh nói. Ha ha, phổ lạc, ngươi thực sự là to gan, dám mang theo người thân phận bất minh tiến nhập tầng thứ năm, ba vị đại nhân biết, tất sẽ bắt ngươi tỏa cốt dương hồi. Trên mặt phổ lạc tràn đầy tuyệt vọng, cắn răng nói. Cho dù bị ba vị đại nhân tỏa cốt dương hôi, ta cũng nhất định phải giết ngươi Ma khí trên người của hắn ba động lợi hại, vô cùng không ổn định. Người nọ ở trước người phổ đồ lạnh lùng nói. Việc nhỏ như vậy há làm phiền ba vị đại nhân, con kiến hôi do bổn tọa đập chết là được. Làm ta nghĩ không ra là, mấy người này là từ đâu đến. Ánh mắt người nọ rơi vào trên người Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch, lại đảo qua tuần thiên đấu ngưu cùng ngạc ngư, lộ ra nghi hoặc sâu đậm. Phổ đồ kho người nói. Đại nhân nói cực phải, giết lâu la phổ lạc này, không cần kinh động ba vị đại nhân. Về phần mấy người này ta lại chưa từng thấy qua, không biết là từ đâu nhô ra mấy người này giết bốn gã thuộc hạ của ta thực lực mạnh mẽ ta không dám mạo muội xuất thủ vì vậy một đường theo dõi đến tận đây nhưng nghĩ không ra bọn họ to gan lớn mật muốn lẻn vào tầng thứ năm sợ là có âm mưu kinh thiên gì sẽ đối với ba vị đại nhân bất lợi phổ lạc giận dữ hết phổ đồ ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này dám lung tung vu tội ta hừ vu tội vừa rồi các ngươi muốn lẻn vào tầng thứ năm là bổn tọa tận mắt nhìn thấy ngươi còn đưa tọa độ lối vào tầng thứ tư cho mấy người này, làm sao chống chế. Phổ đồ cười lạnh nói, không chỉ có ta, phổ kỳ đại nhân cũng thấy được. Phổ kỳ gật đầu nói, phổ đồ nói không uổng, ngươi đã phạm vào tử tội, là tự sát mà chết, bảo lưu một điểm khí tiết hay là do bổn tọa động thủ lấy tính mệnh của ngươi. Sắc mặt phổ lạc trắng bệch, hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, nếu lưu lại hẳn phải chết, ngươi theo chúng ta vào tầng thứ 5 đi, có khi còn có sinh cơ. Thân thể phổ lạc run lên, trong mắt tràn đầy quấn quýt. Vào tầng thứ năm, các ngươi coi bổn tọa là bài biện sao. Phổ kỳ tức giận nảy lên, quát. Tất cả đều bắt lại, có người phản kháng giết. Mười mấy tên thủ hạ nhất thời vọt tới, trên bầu trời còn có mấy con phi cầm cổ quái, như là hầu tử, nhưng sinh hai cánh, mạnh mẽ hạ xuống, trong miệng phát sinh thanh âm xèo xèo. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, từ lòng bàn tay bay ra một cái chuông, cầm lấy thiên truy liền gõ tới. Đang. Một âm cổ ong ong vang ra, âm ba như sóng biển cuốn chiếu ra ngoài, trong đó có lôi đình cuồn cuộn, phảng phất như hải thú gào thét, chống trận chấn minh. Xeo xeo chi. Sóng âm trùng kích ở trên người phi hầu, tất cả đều dính lôi điện, thống khổ kêu loạn không ngớt. Đang đang. Lại là mấy tiếng trung vang lên, thời gian phảng phất dừng lại, trong thiên địa chỉ còn lại có âm cổ, kích động nhân tâm những ma vật cùng quái vật kia tất cả sắc mặt đều đại biến từng cái vội vàng che lỗ tai trong hai lỗ tai chảy ra máu đang lại là một truy gõ xuống chua ngắn mà gấp nhưng lôi quang xuyên thấu thân chung kích bắn ra bắn vào trong cơ thể một quái cao lớn vật phanh một tiếng nổ thành thịt nát lý vân tiêu một bên gõ trung chấn quần ma một bên bấm niệm thần chú quyết ấn hiện ra một đạo lôi hoàn không ngừng tích lũy lực lượng ánh sáng lôi hoàn từ màu xanh nhạt dần dần thành xanh đen thế năng kịch liệt đề thăng, không gian ở dưới lôi đình áp lực cũng biến hình. Dừng tay. Phổ kỳ kinh sợ, trong mắt muốn lồi ra, lực phá hoại của lôi hoàn mạnh, đủ để giết chết tất cả thuộc hạ của hắn, nhất thời chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Mấy người này rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng hắn không khỏi sinh ra lửa giận, nhìn phổ đồ cả giận nói. Ngươi lại mang bổn tọa đi đối phó cường giả như vậy, chết tiệt. Phổ đồ cũng sợ không nhẹ, lúc này càng cảm thụ được sát ý của phổ kỳ, vội vàng phất tay nói. Đại nhân, ta, à, ta cũng không biết à. Không biết? Ừ, vậy dùng tính mệnh đến bồi thường vô tri của ngươi đi. Trong mắt phổ kỳ hiện lên sát khí, trong nháy mắt liền xuất thủ. Mặc dù phổ đồ sớm có cảnh giác, nhưng bất đắc dĩ thực lực hai người kém quá lớn, bị đánh nát phòng ngự, tim bị phổ kỳ kéo ra, tại chỗ bóp nát. Tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn